Rồi chào tất cả anh em chú bác. Rồi hôm nay có ít đồ anh em, những quay có chỉ có vài món đồ mình cần bán thôi. Thì đầu bãi hôm nay không có hàng anh em, hàng quá chưa lưu thông. Lại có hàng mà mua nó cao quá mình không mua, đi mấy ngày ngoài bãi không có lượm được gì hết. Thì anh em xem coi cái gì thì ưng thì chốt nha, không ưng mình bỏ qua. Ok. Giá trị hôm nay chỉ vài chục ngàn tới gần triệu đồng, hơn 2 triệu mấy 2 triệu cũng có luôn ha. Thì trên đây mình có những con máy hàng sale chuẩn bị sẵn. Anh em về là tập làm pin ha, tự làm pin cho bản thân mình, có thể giờ mình có thể thương mại bán cho tất cả mọi người về dùng đó. Rồi ok, hôm nay thì mình đây mình có mấy con dao gọt giấy này, mua lâu quá nè, mua bán 3 năm rồi đó, mua một lô một cả chục ngàn con, mình bán cho trên sàn thì 100.000 con, nhưng mà mình bán ở ngoài đây thì mình bán 70.000 một con. Dao mới 100 tâm của Tajima cực kỳ đẹp, mình có tới 9 màu sắc luôn á, 1 2 3 4 5 6 7 màu sắc đi, mình không nhớ tới 9 màu, khách lấy hết rồi, màu đỏ với màu đỏ màu gì ạ, 70.000 một cây, điểm tới không bao gồm phí ship. Dao này cực xịn luôn nha, để mình lấy con dao mình đang dùng nó tiêu rồi. Bên trong anh em tháo ra nó sẽ là như thế này, dao rất đẹp nha anh em. Chung anh em làm điện nè, điện lạnh nè, tất cả các ngành nghề gọt da gọt giấy này ở các kiểu sẽ rất là đa, rất là cần ha, tại vì nó rất là xịn ở chỗ này anh em biết sao. Thứ nhất cái này là có thể sử dụng để làm một cái tu vít dẹp ha, tu vít dẹp mở nắp thang là dặn tu vít dẹp này nọ, cái này anh em có thể là vừa đeo vừa cạo rong cạo gì đó ha. Và đặc biệt cái cần lưỡi gà này cực kỳ bền, bao anh em xài 5 năm 10 năm không nhúc nhích. Những cái tôi với ông những cái dao giấy ở Việt Nam bán anh em mua hàng Trung Quốc ha, là nó hay bị gãi nhất là cái cần này ha. Đẩy lên đẩy xuống chứ kể cả hàng mua hàng tốt luôn nữa 100.000 anh em mua vẫn nó bị hư cái này, còn cái này là cực bền luôn, cái khung bằng thép, cái nhựa ở ngoài không phải là nhựa ABS, cái nhựa gì nó cứng dữ lắm. Đó. Thay lên thay xuống rất là dễ, 70.000 cây. Cái này thay lưỡi sao quên rồi. À mình kéo. À kéo xuống, nhấn nút kéo xuống thôi. Mình kéo đúng một cái lực nó là nó thay lưỡi ha. Cái lưỡi này cái lưỡi thông dụng nha. Cái cần đẩy này cực bền. Cái vật liệu nhựa nó bền anh em xài không bao giờ thấy nào hư nó. 70.000 một cây nha anh em, có màu sắc anh em, ví dụ anh em mua 2 cây mình sẽ đưa 2 màu, mua 3 cây đưa 3 màu. Đó. Hàng mới 100% của Tajima, sản xuất ở Trung Quốc ha. Nhà máy nó ở Trung Quốc thôi nha anh em. Có màu đen này ha, màu tím, màu trắng, màu cam, lusubu, màu xanh lá chuối. Xanh chuối nè, thấy không? Đẹp không? Cái này màu đen, mỗi dao nó sẽ kèm một lưỡi ha, mỗi dao sẽ kèm một lưỡi. Cái này màu đen nhiều mà ba cái màu đen là cũng cái một cái màu đen thì nó có cái này cái đẩy trượt, còn cái này nó nấm khóa ha, anh em thích nào mình bán đó. 70.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển. Cái này anh em chân sưu tầm chơi cũng được đó. Chứ hàng mới bây giờ anh em mua 100.000 cũng không được đâu ha. Rồi hôm nay bắt đầu mình thay led, mình giờ mình gỡ đèn mình xuống mình bán, không có như gỡ xuống bán cho anh em, bán cho anh em hai cây này luôn là 550k ha. Cây này mất cái tai nha anh em về chế cái tai. Con này thì pin nó còn bao anh em đốt 1 tiếng không hết. Mình không có thực tế, mình không có test thực tế bao nhiêu tiếng, nhưng mà ít nhất cũng phải từ 2 tiếng ha. Hataya cũng sản xuất ở Trung Quốc nha. Muốn hàng Nhật thì khó lắm anh em, đồ thương mại mà nó đặt nhà máy khắp thế giới, cứ cấp nguồn 12V vô đây sạc, có thể là dùng để sạc và dùng cái nguồn DC 12V nạp trực tiếp vào đây để dùng nha anh em. Này là pin có sẵn nè, rất là sáng luôn. Khi anh em cấp nguồn 12V cục nguồn DC á, mà sạc 3S á, mình bấm bật bên đây, nó có hai chế độ nè, bật bên đây là nó sẽ sáng ha, còn bình thường anh em không cắm nguồn vô đây là nó sẽ không sáng. Còn pin nó sử dụng pin thì mình bật nút bên đây rất là dễ hiểu, anh em về cái em phát biết luôn à. Còn cái này thì nói chung là cái hàng kiểu như mình bán hết rồi, còn hàng giạc để mình dùng hôm nay bán tính ra có 200 mấy chục ngàn cây, rất là rẻ nha anh em.
Nồi cơm led này với cục pin này anh em nghĩ thì bao nhiêu tiền? Này thì còn cái đế nè, cũng có chế lại tí xíu ha. Thì anh em về chế lại cái đế đó kia là dùng. Anh em làm xưởng hay này nọ đi động rồi thôi, tuyệt vời ha. Hai cây này xuất xứ như nhau. Pin nó dung lượng 6.6Ah. Thằng nào của pin còn tốt hết nha. Hataya của Nhật nè anh em ha, số 1, số 2. Số 2 là mình cắm nguồn DC 12V vào đây, là mình bật số bên đây là nói, còn ở giữa là tắt. Pin là bên số 1. Dễ hiểu. Hàng của Nhật sản xuất Trung Quốc Hataya, nó chung với cái hàng cuộn dây điện anh em. Nó vẫn có nhà máy Trung ở Gia Băng luôn kìa. Mình bán 2 cây, giá rất cực rẻ cho anh em luôn là 550.000. Chuyển khoản mình bao phí nghe này, này nặng nha. Rồi, hôm trước có mấy con hút bụi thanh lý thì giờ hôm nay mà có một con này nó đầy đủ full bộ mình bán 400.000 nghe nè. 400.000 là gần như không lãi à. Mình mua một lô này nó hơn 300.000 rồi. Vừa rồi bán thanh lý 300.000 lỗ tiền ship. Đây. Hút bụi chưa sử dụng. Này là nó đủ đồ hơn. Hôm trước thì mình bán có một đầu thôi. Hôm nay đủ đồ. Nó giá trị là cái ở đủ đồ. Cái này để cho anh hút cái mỗi dịch. Còn này anh em có thể là hút trong hốc kẹt. Nó nối dài ra khoảng 1,5 tấc ha. Hút mạnh nha anh em. Hàng mới 100%. Như cái này là để lấy cái này ra. Đó. Cái lọc bụi nè. Hút bụi xong đây. Anh em kéo này ra. Anh em đổ bụi ha. Nói chung là hàng này hàng bãi Nhật mà hàng thanh lý kiểu như hàng y như siêu thanh lý siêu thị á, cho nên nó mới rẻ thôi. Chứ nó bán mới mình mua không khó mua khó lòng tiếp cận. Cũng sản xuất ở Trung Quốc nha anh em. Dây thì nó dài cái tẩu ô tô luôn nha anh em. Bụi ô tô hoặc kẹp nguồn 12V luôn. Dây này dây dương, dây này dây âm, bên hông là âm. Cái này clip trước mình có test ha. Thương hiệu Men test nha. Hàng này hàng bãi nhiều lắm anh em. Bơm ô tô các kiểu, sạc ắc quy các kiểu nó cũng có hết. Nguồn đi nguồn inverter cũng có hết. Công suất nó 66W lận DC 12V. Men test. Giá 400.000 anh em, chuyển khoản mình bao phí ha, full đầy đủ độ. Rồi hôm nay có thanh lý còn một con duy nhất, cái đèn led này mình bán cho anh em giá cực đẹp luôn. Vừa bán vừa bán tặng luôn, lên miếng áp tặng. Chỉ giá 100.000. Còn một cái duy nhất đó. Mấy chục cái mình có khách mua mười mấy cái, xây nhà mới mua mười mấy cái luôn, là anh em biết mình bán cũng 900.000. Nhưng mà nói chung là đồ Nhật nó nhiều với nó nhiều công sức mình bán xô luôn. Bán một phát một người hết à. Còn một cái duy nhất thanh lý cho anh em là 900.000 đồng. Không phải là thanh lý, còn cái khuyến mãi luôn. Bình thường là bán 900.000 chưa biến áp. Hôm nay lên biến áp tặng luôn cái biến áp. Rồi cái này trong đây còn chắc giao khách chắc còn khoảng chừng chục cái đầu quạt 220V. Cái này mình bán hàng trăm cái. Cái này bán chạy quá hết hàng rồi anh em. Về chế 100.000 chế chơi. Cái này mới chưa sử dụng ha. Cái này giới thiệu lại. Anh em về chế gì chế. Hình như cái này nó có 3 số ha. Dây danh bắt đầu điếm tới. Đỏ, dây cam, rồi dây nâu, dây xám. Tức là 3 cấp số. Dây xanh là coi như 0V đi ha. Anh em cứ về điếm tới. Về anh em dễ mà, anh em đấu cấp 220V vô thằng nào chạy chậm thì nó số 1, nhanh hơn số 2, nhanh nhất số 3, vậy thôi. Cái này là cuộn, nó là cuộn dây đồng nha anh em, chứ không phải dây nhôm ở Việt Nam bán đâu nha. Cái cụm này anh em mua ở Việt Nam này cũng hơn 100.000 rồi. Mình bán dây chai lời chai cà phê cho anh em thôi. Cho anh em về chế, hàng này mới chưa sử dụng. Này mình khỏi test nha, bao sóng không có gì để chết hết. 220V. Cái này mình nói chung nó có như thế này, mình không có biết công suất nha. Cho nên anh em về cái test chạy là lầm thôi. Không có con 100.000 đừng kêu mà bảo hành xuất xứ gì nữa. Nhanh gọn lẹ. Rồi 900.000 đồng cho cái cây đèn này. Kèm remote nó có luôn nha anh em. Đèn này chỉ một ánh sáng thôi. Độ sáng của nó là 3700 luôn em. Còn một cái duy nhất. Đâu rồi? Để lôi nó xuống nha anh em. Quân hợp đầy đủ, remote đầy đủ. Sản xuất ở Trung Quốc nha anh em.
Toshiba nó có hai nơi sản xuất ở Japan, nhiều khi linh kiện nó sản xuất ở Trung Quốc nó đem về Nhật, công nhân Nhật nó ráp thôi, còn này là sản xuất ở Japan, nó ghi rõ ràng thông tin đầy đủ, bên Nhật ta bán là bảo hành 5 năm ha. Anh em yên tâm dùng 3.700 luôn nè. Để mình đang lắp hai cái bóng ở trên để mình tăng độ sáng cho góc làm việc của mình, để chút mình quay cho anh em xem nha. Nói chung catalog đầy đủ, mình sẽ lên 4 biến áp như thế này. Đó, lên biến áp như thế này, anh em về cái này, nó có những con ốc mồi sẵn này, anh em về đục. Đục mấy con này ra là anh em bắt lên tầng. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Anh em thấy có lỗ nhỏ nhỏ không? Lắp rất là gọn nha anh em. Con nó xuất. Đó. Nó ghi là xuất xứ rõ ràng cho nên anh em khỏi phải lăn tăn. Để cho anh em xem cái nơi xuất xứ này nha. Anh thấy không? Người ta ghi rõ ràng nha, không có ở Nhật là ở Nhật, giao tăng là ở Trung Quốc là Trung Quốc. Mình bán mình cũng vậy ha. Này hàng mình cũng vẫn bao test cho anh em 30 ngày ha, bao cho anh em sử dụng 30 ngày không lỗi nha. Rồi mình cắm điện trực tiếp trên đây rồi mình sẽ cho anh em xem cái độ sáng của nó ha. Này mình cấp nguồn một cấp nguồn 100V. Tại vì nó có dắt sẵn rồi nha anh em. Có dắt sẵn rồi, anh em cứ việc từ hai dây này về cấp 220V vào thôi. Bây giờ mình lấy cái dắt của mình cấp 100V vào mình thử. Tất cả đèn Toshiba này từ trung hãng xuất sản xuất Trung Quốc cho tới Japan đều sử dụng chung một remote, đều sử dụng chung được. Rồi bây giờ mình tháo xuống mình cho anh em xem cái trên tầng mình đang lắp này nè. Giờ cái bóng này là mình lắp ngay cái vị trí này. Đó, còn thêm một bóng bên đây nữa, công suất thằng này nó tới 4.000 mấy, mình lắp hai bóng nó công suất nó khác nhau. Ở ngoài anh em mới thấy rõ hai cái ánh sáng đó. Thằng này thì đương nhiên sáng hơn, phạm vi ở giữa nhà. Còn cái góc này mình sẽ rọi xuống ngay cái góc làm việc của mình, tại làm ba cái đồ điện tử anh em nhìn cần cái độ sáng tốt nhất. Cho nên là mình phải lắp hai bóng, nói chung là tiết kiệm điện. Con này thì nó bao nhiêu watt đây? Nó 29 gần 30W nha anh em. 30W chắc chắn nó sẽ sáng hơn một những cái bóng đèn LED. Đó, mình không sử dụng tới nữa. Ở đây mình có một bóng nữa. Ngoài đó một bóng nữa, mình bỏ hết, lắp 3 bóng là đủ chơi. Đó, không gian nhà mình nó sáng rực luôn. Nè mình tắt bắt ở đây là nó lên. Đó. Ánh sáng nó hội tụ trong cái phạm vi này cho nên anh em nó ánh sáng nó của Nhật nó rất là đẹp. Nó không có ảo vải chưởng như mấy cái đồ của Trung Quốc. Nè bây giờ ba bóng nè anh em thấy không, tắt cái này, ngoài đó nó tắt, bóng này còn, bóng này tắt, tại vì nó lấy cái con cảm biến ngay cho con mắt này nè, bo mạch á, nó sẽ lấy, không biết mình không biết điều khiển được mấy bóng ha. Còn nếu mà mình quay vô trong đây thì mình sẽ không được điều khiển được cái thằng đó, còn quay vô đây thì mình đi xa tí xíu là không được điều khiển thằng bên đây. Mình có thể là mà anh em lắp một trong cái phạm vi này, mình lắp có thể hai bóng, đảm bảo sử dụng lâu dài nó sẽ tiết kiệm điện hơn mấy bóng tròn đó. Đó, mình quay vô cái là mình mở bóng này, bóng kia nó chưa mở nè, thấy chưa? Đó. Rồi giá 900.000 đồng chưa bao gồm phí văn kiện, coi như là mình tặng khuyến mãi tặng cho anh em cái biến áp nha. Cho nên đừng có hỏi phí vận chuyển rồi bao phí nha anh em. Anh em ở Hồ Chí Minh thì nói chung là bốc ráp luôn cho nó lẹ. Con tài à. Để rút ra. Đó. Rồi vô vấn đề chính hôm nay. Mấy món hàng linh tinh đó thì anh em có thể gom đơn nha. Ví dụ anh em mua một cái quạt 100 ngàn mình không ship nha nè. Mình sẽ nhận chuyển khoản hoặc anh em nhận cạp điện thoại. Anh em nhận hàng anh em trả ship. Nhiều khi có 100 ngàn anh em kêu ship code là tiền. Rồi... có rất nhiều vấn đề như khi bị lãi không bằng tiền ship. Đây, này có mấy hàng em, mấy hàng sale bin mới lên được vài mẫu cho anh em xem chơi. Bên cái này là quạt sò,
quạt xò lên đế Makita 100k. Như hình. Hàng cũng Toshiba hết nè. 12V nhưng chạy 12, 14, 18 nha anh em. Này nó bên trong nó như nó có cái mở, nó quẹ quạt không than nha, lên đế như thế này. Đó. Lên đế như thế này anh em về mà anh em cắm pin Makita vào anh em dùng. Rất là mát nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Ví dụ anh em làm việc ở góc bàn làm việc của mình có thể thổi hơi, vừa thổi mát vừa thổi hơi thuốc, ví dụ như mình dùng nó để thổi khói chì đó, đem mấy cái quạt kia nó cộng kềnh anh thấy không, nó nằm trong lòng bàn tay mình. Mấy cái này mình có một lô mấy trăm cái mình bán hổm rồi cũng chắc cũng hơi trăm mấy hai trăm mà anh em. Cái này nè, trăm mấy hai trăm cái rồi, lên đế là bán ha. Có 100.000 anh em mua kèm theo nha. Kèm theo những sản phẩm kia nha anh em. Giá tinh mình không bao ship nha. Đây, nồi đây phải cần có cái quạt này. Rồi, tiếp theo bán con máy này, bán cho anh em là máy pin sạc không kèm đầu khẩu nha. Gắn đầu khẩu vào để test máy cho anh em thôi. Con này con vít Nati ngắt lực điện tử 6225 550 gồm 1 lên pin rồi, lên pin 40A Sony cho anh em luôn. Pin 217 anh em có lắp mạch bảo vệ nha, cho nên là anh em sạc không bị quá áp, nó không hư pin. Cục 40A này anh em sạc từng không thể nào hết ha. Bán máy vít lên nhỏ linh tinh hết rồi, giờ mới làm pin con này xài giờ bán luôn mình mấy con khác. Ngoại hình cho nó là 80% đi. Đồ vải thì xây xước như thế này rồi, chưa dọn đâu nha, chưa có lau chùi luôn á. Đồ vải mua cao lắm anh em, chứ không có thấp. Về lên cục pin nữa anh em thấy, lên cái mạch nữa, thêm cục sạc nữa. Đang để cấp số 8. Dặn đồ nhựa đồ điện tử là tuyệt vời luôn. Nó ngắt, nó không có trượt ha. Như những cái dòng Nati, những cái dòng trượt thì nó trượt nó vẫn còn đi. Anh em thấy không? Trượt thì vẫn còn đi, con này ngắt luôn. Tức là độ chuẩn xác tuyệt đối. Đâu chạy nữa, có sử dụng mạch nha anh em. Phần này là có sử dụng mạch. Rồi, nhanh, 550.000. Gồm máy, một máy và cục pin này. Và một sạc nha anh em. Cho anh em có thêm cục sạc nữa là 550. Rồi tiếp theo thanh lý cho anh em con này, con vít Hitachi 3 búa. Có mấy sản phẩm mình không có ghi mã, anh em cần thì mượn inbox qua Zalo hoặc là nói là vít Hitachi ha. Bao gồm một máy và một pin 5A Sony VTC 5D đóng lại ha. Vỏ đẹp, vỏ bãi đẹp luôn anh em, mặt nhận sạc pin nha. Bán giá này mình mà chưa có kèm sạc anh em mình, tại mình hết sạc ha. Dòng Hitachi 3 búa, con này mạnh tương đương cỡ tầm 172 á, 171-172 rồi đó. Trong 1.1.2 nó không có mạnh, cái độ mạnh nó cũng gần như tương đương à. Mỗi hãng nó có chức năng khác nhau thôi. Thằng này thì có 43 chế độ 123 và cấp tự động. Cái này cục pin này anh em bắn chắc 200 mv ton, bắn mấy ton đó mới hết pin được ha, 5A. Đang để số 3. Cái này số 2, số 3 nè. Số tự động. Số tự động nó nhìn nó lạ. Để lấy cái này test cầm cây nhỏ quá, cây mình giữ không nổi nó. Mạnh lắm anh em. Bắn ví dụ anh em bắn đồ nhiều đồ nhỏ thì mình sử dụng cái cấp số 1. Đó, đơn giản vậy thôi. Đèn LED chủ động nha. Vít 3 búa của Hitachi, một máy một pin chưa kèm sạc sim nha anh em. 1.650.000. Một có cái vỏ bãi pin này nữa ha. Nói chung là đồ xịn sò luôn. DDL 218V nha. Tem nó bị rách linh tinh. Con này mua năm rồi lận anh em. Thay cái chụp này mới. Hàng zin bao anh em xài 1 tháng. Pin bao cầm, nói chung là đóng mới 5D mà. 650.000, một máy một pin 5A.
có cái vỏ này thôi, để mình để dùng cho máy hút bụi cũng nhiều, mà máy để test, để test nữa anh em, cho nên không có bán cục này. Còn anh em muốn đóng pin thì hoặc sửa chữa pin thì liên hệ mình sửa ha. Cái này mình đóng cho khách lấy tiền công, tiền mặt với tiền kẽm thôi. Đang kiếm C6 không ra mà khách này có C6 nè. VT6 là dòng số 1 của pin 18650 nghìn, bao cầm, bao trâu, bao chuẩn. Nói chung VT6 là xài tuyệt vời. Pin tháo khối thôi nó đắt hơn cả tầm VX40 anh em nghĩ đi, đắt hơn luôn nữa. Nó là trùm của dòng 18650. Cái này pin của khách nha. Lụm ở đâu á gửi mình đóng thôi. Này cũng là VT6 không nè. Máy máy Hitachi 12-10-18 á. Hôm nay mình không có show pin, mình pin bây giờ hàng hóa cũng chưa lưu thông, pin có thể là sẽ tăng thiệt ha, sẽ cao và hàng hóa hiếm. Cái này thay 25R, pin này như là của mấy thằng Makita Việt Nam bán. Miyuki cũng có 25R màu lạ, màu xanh da trời. Rồi vô chủ đề máy hàng show pin cho anh em xem về cấu hình. Bây giờ mình sẽ có rất nhiều cấu hình cho nên mình sẽ báo giá cụ sơ sơ cho anh em trên đây, anh em chú ý lắng nghe ha. Và cho có rất có nhiều, có nhiều từ hai tùy chọn ở ta, ở là cái cáp hàng và tai hàng, cho nên mình sẽ bán là như thế này, biến áp mình lên hộp sẵn không kèm cái tai hàng và cáp hàng đó. Tại vì cái nón con này mình lên mình dùng nè, cáp này bên đây nó khác nè, cáp này kép silicon, tai hàng này cũng xịn, 400.000 đồng cái này. Cái nổi cái bộ cái dây cáp này với cái này không đâu, khoảng gần 1 triệu đồng rồi. Còn thằng này cái dây cáp này, dây cáp cũng là dây cáp quấn biến áp nè, cũng dạng đồng mềm, nhưng mà là sử dụng tay này thì nói chung là nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm nửa, 500.000 đồng. Anh em mua mét dây số này Shopee, như nhiều shop trên Shopee tôi bán khoảng 200 mấy một mét này. Dây này một mét bốn cái đầu cót gần 20.000 cái nữa. Cái tay hàng này 150, thì anh em cứ về mà làm lấy công, chưa tính dây xa, cái nhà cửa này cái bọc, cái dây bọc bên ngoài mua linh tinh này, nhưng tốn ship mắc hơn nơi mua mình á, thì anh em mới xem tham khảo, mình sẽ bán cho anh em những cái này. Cái bộ này mình bán cho anh em là 1.700.000 nha, 1.700.000 chưa có cáp và tay hàng anh em, tức là mình bán từ khúc này, anh em về là tận dụng cái đồ mình đang có, mình về mà mình ráp 1.700.000. Sử dụng nè, biến áp đồng thanh nha anh em. Biến áp đồng thanh cho nên nó đắt hơn những cái biến áp dây đồng quấn, tức là dây này quấn bên trong. Nó đắt hơn vài trăm ngàn nha. Sử dụng mặt BTA 100, mặt tàu cải tiến 2 xung. Cái mặt này năm rồi mình có bán rồi nha, chứ không bán đâu. Nói chung là anh em xài mặt tàu thì anh em phải biết mua ha, chứ để mua mặt nhái mà mặt điểu nó bán chừng 150-200 ngàn, bán đầy luôn. Mà xài không có được, không có được lâu. Cho nên mua đâu mua có chỗ và nơi uy tín. Mình nói chung mình là bán mua cái này mình quen rồi, cho nên là mình chọn cái nơi là ổn áp nhất có thể là mình mua mình dùng, mình làm mình bán. Tức là mình bán hơn 2 năm nay. Từ mặt tàu cho tới mặt bảo anh là không có ai hư, bảo đảm 100% không ai hư không ốc gì hết. Giờ mình đây là anh em chú ý đây, mình có lắp thêm một con tụ. Anh em thấy rõ không? Mình lắp thêm một con tụ. Cái vấn đề này thì nói chung mình cũng học hỏi từ những anh em khác, điện tử khác thôi. Cấu hình đơn giản vậy thôi, đáng giá tiền triệu ha. Đó, công tắc mình giấu nó bên đây. Công tắc xịn á, giấu nó bên đây. Đó, bán cho anh em như thế này là 1.700.000. Anh em có thể là tự mua cáp hàng mình mong muốn, hoặc có thể mua của mình ha. Đó, chứ không này còn quên đó. Biến áp này là 800A đồng thanh, cái này là AC cách ly cho nên anh em đừng có sợ giật nha. Nguồn AC nó đi vào cuộn sơ cấp bên dưới, tức là sơ AC cách ly nó ra có khi anh em hàng nó ra có 5V nè, cho nên anh em xài nó không có sợ, mà đừng nghĩ là nó giật ha. Đó. Rồi 1.700.000 chưa kèm cáp vào tai hàng. Lên cái hộp nhựa hôm năm rồi mình lên cái hộp gỗ nó sẽ đắt hơn vài trăm, cho nên mình sẽ lên cái hộp gỗ này cũng đẹp và lịch sự. Nói chung là cũng để tiết kiệm cho những anh em nào tập
dọc dạch phá ngành pin này ha, có nhiều cấu hình nữa chứ không phải là như đây thôi. Ví dụ như thằng này là biến áp 900A nè, dự kiến sẽ lên con này là nó phải vượt ngoài 2,5 triệu nữa nha. Mạch bảo anh thì nó đắt hơn cái này khoảng gấp đôi, đương nhiên cái biến áp này nó cũng đắt hơn này vài trăm mà ha. To thì nó khỏe hơn, ví dụ nó được 20%, thằng này thì nói chung là cũng bao kèm cho anh em 0.25. dùng con SCR Nhật Bản, hàng kiểu như hàng bãi anh em. Con này BTA 100 thì nói chung là tỷ lệ hư nó cũng rất là khó, tại vì như là điện nó chạy qua con BTA đó đóng ngắt, nó một cái y là một cái công tắc điện tử thôi. Rồi mình hiểu sơ nhanh gọn lẹ như thế là y như một công tắc điện tử thôi, dòng điện đi qua nó y như một cái tia sét, cho nên là tỷ lệ hư nó gần như bằng không. Nó vẫn có xảy ra nhưng mà rất là hiếm. Ví dụ con BTA cái mặt này anh em mốt thay chừng 200-300 ngàn chứ, nhưng mà mình sẽ bảo hành 3 tháng. Còn cái dây silicon này thì lên như thế này là anh em biết trên Shopee nó bán là khoảng 600-700 ngàn, 800 ngàn, nó tùy theo M50, M70. Này M50 là hơn 500 ngàn, nói cái dây không là hơn 500 ngàn, chưa tiền ship này nọ đó. Con này là mình lên mình dùng theo mình chế mình dùng trải nghiệm trước. Anh em biết tại sao mình chế mình trải nghiệm trước thì hôm nay mình test lên đây cho anh em luôn. Cũng là biến áp 900A, mạch bảo anh con SCR, mình lấy nguồn nuôi là nguồn 12V, DC cũng được mà AC, biến áp AC cũng được ha. Dây là silicon, tải hàng xịn. Nói chung là mình làm thương mại thì mình cũng là mình đầu nó xịn xịn tí xíu. Còn bán cho anh em những đi về dọc dạch mới vào nghề thì mình mua đầu tư những cái này và có thể đem lên trụ, ví dụ anh em có thể gác lên mấy cái trụ hàng, đó là trụ hàng mình dẫn hàng được ha, nó cắp cáp vào thôi. Con này chưa đâu, y như cấu hình con này thì nó cũng y như con này, tại vì đồng thanh này là mình làm mà đồng cái đồng ống máy lạnh quấn kẹp đôi cái cuộn thứ cấp ạ. Rồi vào hàng vài cái cho anh em xem tham khảo, rồi về rồi anh em tùy chọn ở cái quên cái bộ này, anh em có bộ kích đề muốn đóng pin thay pin nào thì cứ liên hệ mình ha, mình sẽ thay pin tính tiền và tính tiền công và tiền pin. Chung là mấy cái bộ này cũng chua ha, cho anh em xem tham khảo những cái đồ bãi Nhật nó đa dạng. Bộ này như ở mấy anh bạn hữu đường xa bán 3,5 triệu mà không sử dụng pin gì không biết, thiết kế đóng cho anh em thấy không, nó rất là phức tạp. Cái mạch này nó không phải như cái mạch của những cái bộ kích lúc trước mình hay bán, nó đóng nó hệ 10 kích 12 24 ngàn, nhưng mà đóng nó phải gì nó đóng thật chia làm 2 khối 12V, nhưng mà này nó đóng liên tục lên hệ 6S luôn, và nó lấy nguồn để kích 12V là hệ 4S. Đây nè, ngay chỗ này là 4S nè, đây nè, tức là nó kích 12V, nó là rất là điện áp nó là khoảng 16V đó. Nói chung là kích nó cái đó điện áp nó như thế nó cũng không có ảnh hưởng cho thiết bị nha anh em, tại cái sạc trên xe ô tô của mấy anh là nó cũng khoảng 15-16, có thêm 17V rồi, sử dụng bình thường không vấn đề chi. Nên mình chờ mình ráp vào mình test mạch nó thôi. Rồi giờ test máy hàng nha. Cái này thì bán thì có anh thì chưa mua hàng của mình thì chắc còn lăn tăn, thì anh em nào đã dùng rồi thì cũng biết. Giờ test mình set up mình hướng dẫn sơ. Cái này nó đếm số lần quên rồi. Cái này cái biến cái máy này anh em có thể là được dùng đứng được luôn nha. Nhưng mà mình thích nằm ngang. Đó, ví dụ anh em muốn làm đứng cho nó nằm đứng thì nằm như thế này, mình sẽ chỉ cần thay lắp cái dây hàng này, cáp hàng này cho nó phù hợp thôi, là cho nằm đứng thôi, nằm cũng được ha, đơn giản vậy thôi. Rồi dứt 1,7 triệu chưa cáp hàng và tay hàng. Bảo hành 3 tháng, chuyển khoản mình bao ship nha, code thì anh em cọc mình ship hàng. Mình đang chỉnh này nó hay xung nha anh em. Mới có 67 lần hàng à. Mình test máy á. Cái tay này nó
Cái này nó bị cắn nó cho nên mình dặn nó hơi cả, nó không bị ăn, nó không ăn nghe nè. Không sao, mình xét rồi. Mới có 55 mà. Giờ đang quay clip đấy, nó bị nó như thế này. Đang cấp 220V. Tháo điện ra đi mình xử lý cái phần này. Kiểu nó bị cắn anh em, nó cắn cái nút. Nhìn như vậy anh em thấy không? Này tức là thời gian của xung 1. Xung 1 là 350 tức là 35A. Thời gian của xung 2 là 0,03 tức là y như còn nhanh hơn tia sét nữa. Thời gian của xung 2 01 550 chỉnh 55 ha. Rồi nó cất rồi dễ, đơn giản dễ chỉnh. Không có gì khó hết. Giá 1,7 triệu chơi được. Xài bao trâu qua bền luôn. Tỷ lệ hư bằng 0 anh em, chỉ hư mấy cái hư đầu giặt chứ còn biến áp là mình làm là ok lắm. Anh em thấy nhẹ nhàng không? 55. Món ăn bao nấu. Rỡ ra bảo bảo 100% hư pin. 100% hư pin. Cái này là anh em về anh em khi anh em mua về thì anh em dùng lấy những cái pin chết á, anh em test trước và cho mình sẽ chỉnh mức phù hợp. Ví dụ như thằng này 55 nó bị hơn nè, mình chỉnh nó về 52 đi. 52 ha. Rồi, bấm vào. Hôm nay lên cho anh em mẫu này, còn anh em muốn mình để mình tính toán lại cái chi phí mình làm với cái mạch BTA bảo anh nữa thì mình anh em muốn tham khảo thì cứ liên hệ. Như thế này chỉ hư pin thôi, ngấu đều. Khi anh em nhấn xuống thì anh em cái tay mình nhấn cho nó đều ha. Ví dụ như sử dụng mấy cái tay hàng này thì nó sử dụng ấn cho nó đều, cứ như hai cái kẽm hai bên nó sẽ ăn đều hơn ha. Em ru bà ru luôn. Kẽm này kẽm 0.2 nha. Mình cảm thấy nó vẫn còn hơi bị dư lực ha. Và bây giờ xét nó về 50 A. Và chừng năm nào có hư con BTA đó. BTA 100 mà xài mới có 50 tức là mình xài có nữa à. Mình trồng lên mình hàng. Ví dụ anh em xài kẽm âm dương mình đóng vậy mình hàng. Chung là kẽm 0.25 đây mình thì không có. Bây giờ có kém hãng. Bây giờ chỉ có kém hãng đây thôi. Trong kém 0.2 là kém thông dụng rồi, cho nên mình anh em khỏi phải lăn tăn nữa ha. Bây giờ quay qua đây test cái con BTA này. Dây nè. Anh em thấy hai cái dây nó khác nhau rõ không? Sự đáng tiền cũng từ 500.000 đó nha anh em. Dây hay dây xịn và tai xịn, xài thì anh em có thể liên dắt làm nó như một con rắn. Còn thằng này thì mình chỉ nó thô như vậy nhưng mà vẫn ok nha. Mấy năm trước mình cũng dùng dây này mình quấn cho anh em, hoặc mình dắt đâu nó dắt vậy thôi. Cái cơ động của những cái máy hàng này là anh em biết sao, hàng xe điện hay này là hàng các kiểu là nó thoải mái, mình có trụ nhưng mình không dùng. Ấy sao là anh em thấy không? Đem lên trụ á, mỗi lần hàng đi mình phải đẩy cái khối pin to, đẩy tới cái lô kéo nó mệt luôn á. Cái này là mình mua hàng pin to, pin nhỏ, pin lớn 33140 hay là pin gì cũng được. Vậy lên trụ thì anh em bỏ phải tới 5 triệu đồng mới sắm được. Đây giờ mình hàng kẽm cái này trước thôi, để mình dứt kẽm kẽm hãng đi. Trên cái máy mình hãy là mình hãy thì biến áp đồng thanh bên kia thì nó cũng gần như mạnh tương đương như thế này, mình chỉ test thử này thôi, thậm chí mạnh hơn lần này tại mình dùng cái này nó không phải là đồng đặc mà đập ra thôi mà. Kẽm này kẽm xịn nha,
kẽm này kẽm đồng mà đi kèm bên ngoài đó. Nè, nên nhìn đây. Này mình tháo pin tháo khói á. Bây giờ là mình đang để chỉnh cái em nhìn rõ chưa? Cái này là công suất xung 1 25. Cái này thời gian qua xung 2 là 0,2. Thời gian xung 2 để 60 ha. Mình sẽ xét bên đây là mình tăng cái thời gian lên và tăng bên đây 65. Tức tăng lên cái xung 1 này lên luôn là mình sẽ hàng chơi dứt cái kẽm này là vô tư nha. Nhưng mà mình sẽ xét từ cái cho anh em. Clip nó hơi dài này, để anh em đam mê thì anh em chú ý theo dõi ha. Bây giờ mình 60 nè, thời gian 1 chỉ tăng thời gian chỉ 1 thôi nha anh em. Mình hàng sẽ hàng cho nó 2 mối đi. Rồi bên kia mình sẽ tăng lên mình hàng 2 mối. Thấy vậy á, chứ ăn đó, mình tăng lên thằng này. Rồi chút mình xé kẽm. Cái này nó biến áp nó kêu là do chưa có bắt cố định dưới đây nó kêu nha nè. Với lại thằng này nó hoạt động nó phải kêu. Nó muốn trái kẽm. Đây, đây là cái xung thứ nhất. À, nó cũng dính rồi ha. Nó cũng dính rồi mà lủng kẽm rồi đó, nhưng mà chưa có dính lắm ha. Qua cái phần tăng công suất lên đó. Nộp cho phần trái kẽm nè, nó vẫn bám này mà chưa chắc ha. Nói chung là mình sẽ chỉnh lên là cái cỡ gì mà kẽm này 0.3, chắc 0.3 quá. 0.3 nha, kẽm đồng mà Niken 0.3. Chứ mấy kẽm này có đâu mà hàng ha, cho nên mình test chơi vậy thôi, chứ khỏi phải test tới test lui. Không có đâu mà hàng. Mà kẽm còn như mấy kẽm này là 0.2, 0.25, 0.3 là ngọt nha. Còn mình dây về đây để nó dây về cái công suất mình chỉnh để hàng mấy cái đầu này. Hàng tới đầu ngấu tới đó, đơn giản. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ nha. Clip dài này, với mấy cái này giới thiệu mấy cái này dài. Máy hàng về năm nay anh em mua sắm anh em về dọc khóa từ từ, năm sau anh em sẽ có thể là làm một người thợ ha. Nghề dạy nghề từ từ anh em, chứ còn mà anh em ngồi nghiên cứu anh em làm tự làm cũng được ha. Đảm bảo nó cũng chi phí anh em bỏ ra ít nhất cũng phải một ngày, nếu mà mới lần làm đầu không, một ngày không thể nào làm được, 2 ngày thậm chí 3 ngày đó, thì linh kiện các kiểu anh em mua cũng phải từ đồng 1 triệu đổ lên. Mình làm này lấy tiền công một ngày hoặc ngày rưỡi làm lao động thôi, chứ không có cái lời mà kiểu như bán này 1.7 triệu mà lời tới 1 triệu đâu, không có đâu nha mấy đại ca. Rồi bye bye anh em nha, cảm ơn anh em đã xem clip này.